Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio giới thiệu các bạn một combo các thiết bị rời để ta có thể dựng cho một chiếc loa hát karaoke gia đình tốt. Nếu như vì một lý do nào đó mà gia đình nhà mình sở hữu được một đôi vỏ thùng mà nó tương thích mấy cái bộ combo nhà em đây, thì mọi người có thể sắm về ghép rất hay luôn. Hoặc vì bác nào có thể có tự đóng độc thùng thì mọi người có thể ghép bộ này rất hay luôn. Mình sẽ giới thiệu một đủ một bộ luôn cho mọi người. Mình xin lưu ý rằng bộ này toàn bộ 100% là Trung Quốc nha, chứ không phải là Nhật, Mỹ gì cả. 100% Trung Quốc. Cho các bác nhiều bạn đỡ thắc mắc là có bãi Nhật, bãi Mỹ không. Đây là hoàn toàn mới và mới Trung Quốc 100%. Đầu tiên em mới giới thiệu đến đây là tép, đường kính tép của nó là 8 phân mọi người nhé. Nhưng mọi người khoét là khoét 7 thôi nhá, không khoét 8 được đâu nhá. Thùng mình phải khoét 7, 75 ấy, 75, từ 7 đến 75. Đây là từ của nó 2W và 8 ohm. Con này chuyên lắp cho 850 C và SE, lắp được vừa cho tất cả các dòng vuông của BMW như những con 455, à quên xin lỗi ạ, 450 C, 450 SE, lắp được cho cả 880, 1000, 2000. Đây này nó bị tép. Đây là phân tần. Phân tần này cũng tàu luôn mọi người nhá, chứ không có nước nào khác, tàu. Phân tần đỏ như ớt luôn đấy ạ. Phân tần này dùng cho một bát và hai chép. Con này không phải là loa ba đường tiếng mọi người nhé, là một bát và hai tép. Trong nhiệm vụ của nó cả tép, cái phân tần này, nó làm phân tần cho mọi người cả tép và cả lời ở trong cái đường tép. Có nghĩa là cái con tép này nó sẽ phân trầm ra cho con tép này đủ cả lời và tép luôn, chứ không phải là chỉ có riêng tép và con tép này và riêng lời của con này, không phải. Nghĩa là loa hai đường tiếng là gì, ở bản thân cái con tép này nó sẽ đủ cả lời và tép trong cái con này, gọi là loa hai đường tiếng. Và con nhiệm vụ của con này là nó, đây là con bát của nó, thì là đánh tiếng trống và có một chút trung trầm ở đây, có trung trầm ở đây. Còn em nói này để tiếp nói sau về bát. Còn đây em nói về phân tần. Phân tần đây là phân tần hai đường tiếng, đã có bát và hai tép. Đây là W, ở đây là trống này, W đây này là trống này. Và ta có tép là có T2 và ta có T1. Còn in là đường vào. Con này phân tần, này phân tần rất là hay luôn, và phân tần đẳng cấp đấy ạ. 100% tàu nhá, chứ không có phải là Anh, Pháp, Mỹ, Đức gì cả. Đây là nói về phân tần. Còn đây nói về con bát, cũng đây là bát tàu luôn, China. Bản thân con bát này chính xác nó nắp ở con 450C mọi người nhá. Nhưng đây là con này là con Trung Quốc sản xuất mọi người nhá. Côn điện đây ạ. Loa và nón loa đây ạ. Bác xem được kỹ. T từ kẹp từ nó đây ạ. Thì bác nào đã có một cái vỏ thùng hoặc là loa nhà mình bị cháy thì mua về thay thế toàn bộ bộ này về ghép, hoặc bác nào biết đóng thùng thì có thể mua về để chế luôn thành một loa. Như này coi như là thành phẩm mọi người nhé. Ta có như này. Và nếu như bác nào mà không có vỏ thùng mà chế vỏ thùng từ đầu ấy thì có cả hậu, em lấy hậu cho mọi người luôn. Đây còn là cái hậu loa. Đấy, đây là hậu loa. Nếu như bác nào đóng thùng từ đầu thì phải cần đến hậu loa. Còn trong trường hợp nào có thùng rồi thì hậu loa này không quan trọng nữa. Hậu loa này không cần thiết phải cần. Giá cả bộ như thế này thì mọi người biết, đôi bát là 1,7 triệu. Đôi tép là 300.000. Và đôi phân tần ta có 400.000 một đôi.
cái hậu loa này 60.000 một đôi. Thế ta có vị trí là tổng cái này là có bát 17.7 triệu, 2.1 triệu, 2.7 triệu, 2.8 triệu. 2.8 triệu mà vận chuyển về tới nhà rắc khoảng hết tầm 100 nữa thì khoảng 2.9 triệu mọi người nhé. 2.9 triệu đủ bộ, toàn đồ đẳng cấp luôn. Đấy. Bà con cô bác nào mà có nhu cầu sở hữu một bộ combo như này thì xin liên hệ trực tiếp với Huấn Audio, số tại 0904612323 để được tư vấn gì đó mọi người hãy điện thoại cho em. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của nhà mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất âm thanh, những cái chương trình hướng dẫn, những chương trình khuyến mãi. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những video mới nhất về nhà mình, của nhà mình.